Thì em xin bật mí cái chữ này. Oh. Yeah. Dạ thì đây là một bữa ăn dành cho gia đình, cho nên trong đó nó cũng sẽ có những tiếng cười, những trò vui nhỏ. Em có làm những cái món bánh thì người lớn ăn được và trẻ em cũng ăn được. Với bé thì em có làm món bánh cuộn có hình chú thỏ, sử dụng bông lan mềm mịn. Bên trong em không có sử dụng nhân mứt chua mà em sử dụng cream cheese kết hợp với lại sữa chua, tạo lên một cái vị ngọt nhẹ và chua nhẹ luôn. Với phần bánh lăng thì em sử dụng nước cốt dừa để kết hợp với lại cái trứng gà omega 3, và em có sử dụng thạch cà phê để mình ăn kèm. Muffin thì em sử dụng trà xanh, bên trong có nhân phúc bồng tử. Ở mặt em xài crumble hạt điều. Bánh su này là em làm su nhân hạt dẻ cười, mứt cherry. Dạ em mời mấy anh chị thưởng thức. Entrance Professional cung cấp sản phẩm chuyên dùng cho làm bánh. Mà theo em thì mình sẽ thưởng thức từ cái nào trước? Chị nên ăn từ cái béo, bánh bông lan tạo hình và bánh flan. Sau cùng thì chị hãy thưởng thức đến những vị chua nhẹ. Cái bánh mà thử thách chương trình đưa ra cùng với giám khảo Vân Anh thì nó có gặp khó khăn nhiều không chị? Theo như em biết thì đây là một là cái cookie mẹ ở dưới và một cái cookie con ở trên. Cho nên là em đã cố tình em làm những cái sạch vân để cho nó giống như là cái vân của cái giấy cookie thật. Dạ. Rất là tinh tế. Cái đuôi của cái bao bánh rất là đẹp. Vì em là em bé nên thôi em ăn thỏ trước đúng không? Em ơi, em sẽ rất là tiếc nuối khi mà không ăn bánh lăng đầu tiên. Em ơi, cho anh xin luôn công thức bánh lăng. Bên kia anh cũng xin, bên đây anh cũng xin. Để kinh doanh hay sao? Không phải, có nghĩa là em tìm được hai cái món bánh lăng mà nó khác vị nhau mà ngon hoàn toàn luôn. Mà em rất là tinh tế ha. Cái con mắt của con thỏ này nè, nó đậm và cái này là không có, là như đá lăng nhơ. Dạ đúng. Em dùng gì để pha màu? Cái đó là em dùng kem bơ. Bánh bé thỏ thì nếu như mà bạn không có canh chỉnh thời gian hoặc là cái định lượng nó không đúng á, thì khi mà bạn cắt ra nó sẽ không ra được cái nét cắt gọn như vậy. Cái phần kem và cái phần bánh nó sẽ bị lem nhau, nó sẽ bị đổ. Nhưng mà khi mà mình cắt ra, mình cắt được 10 con luôn thì mình cảm thấy mình rất là hạnh phúc. Mình ăn vị chocolate rồi vị matcha, vị vani thôi, bây giờ ăn cái vị này nữa, rất là lạ. Mình có làm quả cherry nhúng đường, mình sẽ lem cái đó mình đặt ở trên cái bánh su kem. Nhưng mà mình cảm thấy là cái su kem của mình á, kích thước nhỏ mà cherry á, thì kích thước to. Nếu như mình để lên thì sẽ phá hủy về phần ngoại hình của bánh su của mình, cho nên mình quyết định là mình không để lên. Độ ẩm có rất là thơm. Bạn xài matcha của Nhật đúng không? Dạ đúng rồi chị. Chị, cái này là lá non của trà xanh. Dạ, cái lá non trà đó. Người ta phơi xong rồi người ta tự sử dụng từ lá non á. Dạ, cho nên là khi mà nếu cái này mà em sử dụng để em làm kem á thì nó sẽ còn lợn cợn, cái lá nó không có tan được. Em có một cái vị để tăng cái độ chua ở trong cupcake đúng không? Dạ, đó là mứt khúc bồng tử à. Khúc bồng tử. Tổng thể cái bàn tiệc thì rất là tuyệt vời. Và giống như bạn chia sẻ là một gia đình đầy đủ tình yêu, có người lớn tuổi, có người trẻ tuổi, thật sự là rất ấm áp. Bạn rất là khéo léo khi đặt chú thỏ ở trung tâm. Bạn nhìn vô là ấn tượng đầu tiên. Kể cả người lớn lẫn trẻ em đều sẽ nhìn vô là thích. Về hương vị thì rất tuyệt vời. Entrance Professional cung cấp sản phẩm chuyên dùng cho làm bánh.